Kẻ cuối cùng cũng ra gián thủ lĩnh nhất trong ba tể tướng của Hunrath, hắn ta đã chuyển hóa thành Kamen Rider Dark Kiva. Trong series chính Kamen Rider Kiva, Dark Kiva là tiền thân của Kiva Emperor. Tạo hình của nó tương tự như Kiva Emperor, là giải phóng sức mạnh từ chính Kiva với những đôi cánh mở toang trên toàn bộ cơ thể. Chỉ khác biệt là tông màu khi nó điểm tô bằng tông màu của ma rồng trứ danh, giáp trong màu đen tuyền và phần giáp ngoài màu đỏ, đôi mắt được thay đổi thành màu xanh lục huyền bí, toát lên mình vẻ uy quyền và u ám của một vị vua ma rồng đích thực. Phần dê Kiva dùng để biến hình cũng có tông màu tương tự. Dark Kiva được chuyển hóa bởi chính King Fungi, ông ta là kẻ có sức mạnh gần như vô đối, thêm vào đó là sức mạnh của Dark Kiva càng làm nên sự đáng sợ. Tất cả những quyền năng mà Dark Kiva sở hữu cũng đích thực là một vị vua, hắn ta không cần phá bỏ xiềng xích như Kiva mà đã có sẵn sức mạnh đó một cách tự nhiên, có thể khống chế và điều khiển kẻ thù từ xa, cũng như triệu hồi tất cả những vũ khí đến từ những quỷ tộc khác, cưỡng ép và thao túng chúng một cách tùy ý. Khi sử dụng bởi King, dễ dàng áp đảo cả Emperor lẫn hình dạng Aisa, đòn tất sát của ông ta. Âm thanh Quake Up hiện lên, những đám mây bao trùm chiến trường, kéo theo đó là một vần trăng máu. Biểu tượng dơi xanh của Dark Kiva sẽ hiện dưới chân của Kamen Rider Dark Kiva. Nó lao thẳng vào kẻ thù để khống chế họ, treo ngược họ trên một chiếc thánh giá vô hình của Macaron. Cuối cùng, vị vua sẽ hiện cũ Rider Kick trứ danh để kết liễu kẻ thù dám ngán đường của ông ta.